Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa có công văn về đẩy mạnh tuyên truyền về một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời, chính xác về số lượng ca nhiễm, nhất là những ca trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, các điểm nóng, ổ dịch nguy cơ cao, triệu chứng nguy hiểm của các trường hợp tử vong. Các địa phương, đơn vị tuyên truyền chi tiết, rõ ràng, cụ thể về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và 6 nhóm yêu cầu với từng đối tượng, lĩnh vực, nhất là các nội dung yêu cầu hạn chế, cấm, dừng hoạt động trong chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố và các hướng dẫn cụ thể của các sở ngành liên quan. Tập trung tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch.